Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhu cầu về thiết bị hỗ trợ hô hấp cho bệnh nhân tăng cao. Sáng nay, công ty cổ phần Nha Trang Seafood có nhà máy đặt tại khu công nghiệp Thốt Nốt đã hỗ trợ bệnh viện Dã chiến quận Thốt Nốt 5 máy thở oxy dòng cao trị giá hơn 700 triệu đồng. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt ghi nhận và đánh giá cao đóng góp của công ty cho công tác phòng chống dịch tại địa phương. Sự ủng hộ kịp thời này đã tiếp thêm sức mạnh, điều kiện để ngành y tế làm tốt hơn công tác điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Như vậy, đến nay, Bệnh viện Dã chiến quận Thốt Nốt đã có 16 máy thở, cơ bản đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân COVID tầng 2.